webalulon.com chào tất cả các quý vị nha. Ở video này tôi chia sẻ cho các quý vị về việc lựa chọn kính cho giếng trời. Bởi vì rất nhiều người hiện nay đang đặt câu hỏi là giếng trời thì dùng kính an toàn hay là kính cường lực. Thì ở đây tôi chia sẻ luôn để cho các vị có những giải pháp hoàn hảo cho việc lựa chọn của mình. Thì trước tiên tôi nói qua cái ưu điểm của các loại kính, cũng như là nhược điểm của các loại kính. Tức là đây là miếng kính dán an toàn này. Đây là kính màu đấy. Ưu điểm của kính an toàn này ấy là khi mà có, đây là tôi lấy màu ký hiệu màu xanh, hơi xanh tí đấy. Ưu điểm của cái kính này là khi mà có va đập ấy thì nó sẽ vỡ ra hình màng nhện, thì nó không gây sát thương hoặc là không bắn tung tóe. Nên là khi lắp ở trên cao ấy, kính này được lắp ở trên cao nhiều, bởi vì do là khi có va đập gì ấy, thì nó không bắn tung tóe rơi xuống đường, gây sát thương, ảnh hưởng đến bên dưới cũng như là người đi đường ở bên dưới. Đấy, nên là kính an toàn này được lắp ở cho các cái tòa nhà cao tầng rất là nhiều, lắp ở trên cao đấy. Về cái kính an toàn này là nó cũng có thể là cắt khi mà chúng ta, ưu điểm là khi mà chúng ta đo nhầm hoặc đo lệch một tí thì chúng ta có thể cắt chỉnh sửa được đấy. Còn nhược điểm thì so với cả kính cường lực ấy, thì nó không cứng bằng đấy, nó không tức là nó dễ vỡ hơn kính cường lực, nhất là cái tấm kính dán an toàn đấy. Mà chúng ta lắp những cái tấm kính to, kích thước quá to thì khi mà bê đi bê lại ấy, vận chuyển thì nó có thể bị tách. Có trường hợp là trước đây là tôi cũng làm nhiều công trình để lắp tấm kính, ví dụ như là chiều cao của nó 3m này, rồi chiều rộng của nó 80 phân, nhưng mà trong quá trình vận chuyển đây kính ngày đấy là dùng kính 8.8 bê đi bê lại, chỉ đặt vào cái góc thôi của cái khung nhôm thôi, nhưng mà nó vẫn bị tách. Nhưng mà trong quá trình vận chuyển đặt chỉnh không may của nó có thể tách, còn đến lúc lắp đặt xong rồi bơm keo rồi thì trường hợp đấy lại khó xảy ra, nó chỉ xảy ra khi chúng ta trong quá trình lắp đặt thôi đấy. Tôi mô tả là như vậy đấy. Thì tôi đã nói qua cái phần ưu nhược điểm của cái kính dán an toàn, và đây là cái tấm kính cường lực. Tôi nói tiếp về cái cường lực, từ đấy là chúng ta có cách suy nghĩ lên là lên chọn kính nào. Đây là tấm kính cường lực tôi đang cầm trên tay đấy. Kính cường lực này là ưu điểm của nó là rất là cứng và trong quá trình sử dụng ấy, thì nó khó bị xước hơn so với cả kính thường hay là kính an toàn đấy. Kể cả chúng ta dùng sau một vài năm chúng ta sử dụng việc vệ sinh lau kính chùi kính thì nó thành như là mới luôn đấy. Còn cái kính kia thì bề mặt của nó không thể cứng bằng kính cường lực, nên là nó có thể bị xước trong quá trình là chúng ta vệ sinh đấy. Ưu điểm của kính cường lực này rất là chắc, khó bị vỡ hơn so với cả kính các loại kính khác. Nó được tôi ở nhiệt độ là 800 cho đến 600 cho đến 900 độ C, tùy theo độ dày của kính thì cái nhiệt độ nó khác nhau, và cũng như thời gian tôi là khác nhau, là tùy theo độ dày đấy. Nhược điểm của cái kính cường lực này ấy là khi mà đã tôi xong rồi thì không thể mài hay là khoan hay là khoét được đấy. Và kính cường lực này ấy, thì là khi mà vận chuyển ấy, thì nó cũng về ưu điểm nữa là khi vận chuyển thì bê lên bê xuống thì nó sẽ tiện hơn so với các loại kính khác. Ví dụ như các kính dán an toàn ấy, khi mà bê lên cao mà có thể là trong quá trình vận chuyển thì lắp mà không, chỉ cần thiếu kỹ thuật một chút thì nó bị tách. Nhưng còn kính cường lực này thì nó khó, đó là lắp đặt thì để mà xảy ra mà hiện tượng là vỡ tách kính thì nó ít xảy ra hơn so với các loại kính khác vận chuyển. Đấy, có mỗi cái phần
Nhược điểm của cái kính cường lực, kính cường lực là khó mài, tức là không mài khoan khoét, là không cắt, không thay đổi được, nên là ai mà đo sai thừa 1 phân hay là 2 phân thì có thể phải phải trả lại luôn, là phải làm tấm mới. Nhược điểm của nó là như vậy. Còn bây giờ chúng ta trở lại với cả tiêu đề chính của video là chúng ta là dùng kính cường lực hay là kính an toàn cho cái giếng trời nhà chúng ta. Thì theo tôi ấy, thì là cái hai cả hai kính này thì là hiện nay là tôi cũng sử dụng hai kính này, lúc có những nhà là dùng kính cường lực và cũng có nhà là dùng kính an toàn. Lý do như sau này. Thứ nhất là khi nào thì dùng kính cường lực này. Ví dụ như là chúng ta cái một cái nhà đang xây, để tôi đang vẽ ví dụ mặt bằng trên mái này. Đấy. Ví dụ có thường thường người ta hay làm vị trí ở dưới nhà này, dưới cầu thang có một giếng trời và đằng sau này, đấy, ví dụ thế. Đấy, đây là những cái vị trí thường thường hay đặt kính ở giếng trời. Ví dụ như là các cái trường hợp là vùng quanh người ta chưa xây và sau này người ta sẽ xây, thì những trường hợp này thì chúng ta nên dùng kính an toàn. Bởi vì trong quá trình nhà bên cạnh xây ấy, mà người ta ví dụ xây cao hơn nhà chúng ta, mà ví dụ như là trong quá trình thi công hoặc ví dụ như có cái gì đấy người ta va chạm ở bên tấm kính này thì nó sẽ lổ và bắn tung tóe, tức là kính cường lực thì nó sẽ bị lổ và rơi hết xuống cầu thang và nhà cửa, nên là chúng ta có thể là cái trường hợp là chúng ta nên chọn kính dán để không may có va đập gì thì nó không rơi bắn tung tóe cũng như ảnh hưởng bên dưới. Hoặc là trên liếng sân thượng của chúng ta ấy, có rất nhiều các cái đồ khác như là bình năng lượng này, tức là năng lượng mặt trời rồi bồn nước chúng ta đặt để mà cái mặt bằng đến lúc nó rất là bình thường ấy, nó mà là cả một cái tấm phẳng như này thì chúng ta dùng kính cường lực luôn, tức là nó không vướng víu gì ấy, thì chúng ta đặt kính cường lực luôn, là đo đặt thì đến lúc có thì nó không thể sai được. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó có chỗ thì đặt bồn năng lượng, chỗ thì đặt bồn nước ấy, thì là nó có thể làm vướng như vậy, thì chúng ta phải đo phải cắt. Khi đấy chúng ta sẽ dùng kính dán an toàn, thì có sai lệch gì thì chúng ta sẽ sửa được. Đấy. Nên là tùy từng trường hợp, tức là ở trên giếng trời của mỗi nhà thì có thể dùng kính an toàn được hoặc là kính cường lực cũng đều được. Bởi vì cái kính cường lực trên này là nó đặt là nó không chịu một cái lực nào ấy. Ví dụ như là nó không vùng quanh, nó không bị ô trờ vùng quanh, không có tường, nó không bị kích ấy, thì nên là nó rất là khó bị lổ và bị vỡ. Nên là nếu mà các trường hợp mà đây là cái việc lắp đặt kính cường lực hay là kính an toàn thì nó liên quan đến cái mặt bằng ở trên đấy, hoặc là nhu cầu sử dụng là nó mà ví dụ như chúng ta ví dụ như những cái trường hợp mà tôi mà không đi đo, ví dụ thế mà có người khác đi đo thì tôi cảm thấy là nên là dùng kính an toàn, hoặc những mặt bằng tôi cảm thấy nó vướng nọ vướng kia ấy, thì tôi dùng kính an toàn thì có sai lệch gì thì chúng ta có thể sửa được đấy, có thể cắt được. Còn kính cường lực thì không thể cắt được, nên là nếu mà có sai lệch gì là tấm kính ấy sẽ bỏ đi đấy, nên là nó tùy từng trường hợp là chúng ta mô tả như vậy. Và một điều nữa là tôi muốn chia sẻ là hiện nay là có những người đã làm thích làm kính giếng trời cả một cái mảng kính rất là to ấy, thì đến lúc quá trình bê lên bê xuống rất là khó, và sau này có thay tấm kính nó có bị sao thì thay cả mảng to nó cũng không hề đơn giản. Và một số người cũng đặt câu hỏi là ví dụ như cái tấm kính của nó 3 mét vuông hay là 4 mét vuông thì nhân lên nó là 150 cân hay 120 cân, nhưng mà thực ra là nếu mà 150 cân hay là 100 cân là nó là một cô bé ấy, thì chúng ta có thể bê lên bê xuống nó rất đơn giản. Nhưng mà một tấm kính rất là to nên là cái việc vận chuyển nó rất là khó, chiều dài 3 mét, chúng ta hình dung là 3 mét đi lại mọi cái nó sẽ là vướng, nên là chúng ta cũng cứ lên chọn tách đã, làm nhiều miếng để quá trình vận chuyển nó sẽ đơn giản hơn. Cũng như là sau này có thay lọ thay kia ấy, thì chúng ta sẽ
làm nó thay nó đơn giản hơn nữa, nó không, nó là từng phần chứ không phải một phát cả mảng luôn. Ví dụ có sự cố xảy ra thì nó chỉ là một miếng nhỏ cho trong tổng thể của nhiều miếng trên giếng trời đấy. Có ai hỏi thêm gì thì để lại bình luận bên dưới nha. Thì tôi chốt lại là giếng trời dùng kính an toàn hay cả kính cường lực thì cả hai loại kính đều được, nếu mà chúng ta cảm thấy trên trên giếng trời thì chúng ta ấy, nó không có một cái va chạm gì vào, chúng ta không có ai đi lại hoặc là không có cái tác động nào ấy, thì chúng ta dùng kính cường lực thì khi có tác động vào thì nó không bị gây nguy hiểm như là kính dán an toàn. Còn ví dụ trên đấy là có sự đi lại nọ kia rồi là bên nhà bên cạnh tác động vào nữa, hoặc là nó có nhiều đồ vật ở trên đấy thì chúng ta dùng kính dán để có thể là cắt theo ý muốn, cắt tại trên đấy để cho nó phù hợp và lắp được luôn. Đấy, video này tôi chia sẻ như vậy và tôi kết thúc ở đây. Có ai hỏi gì cũng như là có ý kiến đóng góp gì có thể để lại bình luận bên dưới nha. Rất là mong các vị hãy chia sẻ kênh để cho tất cả mọi người cùng xem và cùng biết được, khi sau đấy là mai kia người ta có nhu cầu sử dụng kính lắp xây nhà hoặc là làm kính cho giếng trời thì từ đấy các vị sẽ có giải pháp lựa chọn hoàn hảo. Video này tôi kết thúc đây, có ai hỏi gì thì đóng góp gì thì có thể để lại bình luận bên dưới để cho video hoàn thiện hơn nha. Cảm ơn các vị đã quan tâm nha. Hẹn gặp lại các quý vị ở video mới nha.